Welcome to Las Vegas. Yeah, giới thiệu mọi người là đây chị ca sĩ Ngã Tú. Ngày hôm nay thì Vĩ cũng đã có mặt tại Las Vegas nha mọi người. Hello. Thấy mọi thấy bay không? Bay không? Thấy bay không? Thấy người bay không? Đó, bay dù 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 dù. Wow. Người đang bay hả? Yeah. Kìa, người ta chơi kìa đó. Nè đó. Đó đứng trên đó nó bay đó đó. Hello, chào tất cả mọi người nha. Đây là một trong những cái góc của casino ở Las Vegas nha mọi người. Ở trên là màn hình 3D. Đó, mọi người thấy không? 3D hết nha mọi người. Vui lắm mọi người ơi. Ba đê. Ơi, tôi vô đây tôi giống như hai lúa mới lên thành phố với mấy người ơi. Casino á, nghe cái chỗ bán đồ á. Nè bay nè đó, ta chơi bay dù dù đúng không? Đó. Đang đứng chờ người chút xíu mà chỉ dẫn mọi người đi coi đồ, coi nha. Đang chờ bạn chút xíu. Vui không? Freeman. Ngon chưa?
tất cả mọi người, đây là anh Quý. Anh Quý là chưa bất ngờ năm mấy anh Quý nhỉ? 2016. Anh Quý là người Việt đầu tiên vua của poker ở Mỹ năm 2016. Anh Quý Nguyễn. Ngày mai là sẽ là birthday của anh Quý. Mọi người happy birthday anh Quý nha. Happy new year. Giống như hai lúa thành phố mọi người. Màn hình LED. Đông không? Đông chưa? Gian nan.